Xin chào các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau sinh ra một cái lược đồ cơ sở dữ liệu từ cái Cloud Diagram này nhé. Ok, để thực hiện những cái điều này chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta phải có những cái lớp thực thể, và cái việc mà sinh ra cái DB Diagram thì sẽ chỉ được thực hiện thông qua những cái lớp thực thể mà thôi, tại vì lớp thực thể nó sẽ có những cái thuộc tính. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều này bằng cách đầu tiên chọn những cái lớp thực thể muốn sinh cơ sở dữ liệu. Đấy, chọn đi. Tìm tất cả những cái lớp mà chúng ta muốn sinh cơ sở dữ liệu. Sau đó thì rồi, chọn xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ chuột phải. Các bạn sẽ chọn Theory Type. Sau đó thì các bạn chọn vào Edit Theory Type. Tìm xuống cái thằng ORM Perchable. Đẩy nó sang apply, ok. Rồi như vậy thì nếu như nó chưa có thì mới chỉ có thằng được thực hiện đó, thì những cái thằng khác các bạn làm tương tự như thế. Giờ chọn lại này, book này, tiếp theo là đến bill borrowing employee reader person, chuột phải, chọn Theory Type. Lúc này nó có sẵn cái ORM rồi, chỉ cần chọn nó như vậy thì ok. Xong rồi đấy, kiểm tra lại xem còn cái lớp thực thể nào các bạn chưa chọn, chưa tức là muốn sinh nhưng mà chưa chọn ấy, sinh bảng ấy, thì tôi phải chọn hết. Đây thì cái này cũng chưa chọn đấy, chuột phải chọn cái thằng ORM thôi. Ok, thì như vậy sau khi mà chúng ta chọn xong rồi thì cái bước kế tiếp là, một là chúng ta sẽ đổi cái mối quan hệ giữa document và book là mối quan hệ, đây là cha con, thì lúc này chúng ta sẽ đổi bằng cái association này, và thể hiện lại cái mối quan hệ đây là một một, tức là một book thì tương ứng với một document, thì lúc này mình sẽ đúp chuột vào cái đầu ở document thể hiện đây là mối quan hệ một, có thể đặt tên cho nó, và thường sẽ phải đặt tên là DB document chuyển sang đối với book. Ok, xong thì ra để cho chỗ khác, kích chỗ khác, đúp vào cái đầu của book thì chúng ta chọn đây là cũng mối quan hệ một, và cái này đối lại thì là book document. Rồi đấy là mối quan hệ một một. Bây giờ mối quan hệ giữa cái book với cái book state là một nhiều, tại vì trong một cái book state thì chỉ có thể chứa nhiều book, và tại vì như thế này mối quan hệ giữa cái borrowing với thằng book là trong một cái lần mượn thì có thể mượn nhiều sách, và mỗi một cái cuốn sách, một cái đầu sách thì có thể tồn tại trong nhiều lần mượn của nhiều người mượn khác nhau, cho nên là mối quan hệ giữa borrowing với book là nhiều nhiều. Và nhiều nhiều như vậy thì sinh ra cái book state này chính là cái kết quả. Rồi thì đây chính là mối quan hệ một nhiều giữa borrowing với book state, mối hệ một nhiều giữa book với book state. Tiếp theo là mối quan hệ một một giữa document với lại book, mối quan hệ một một giữa person với employee, một một giữa person với reader. Ok, rồi mối quan hệ giữa một một giữa reader với lại borrowing, một một giữa employee với borrowing. Cái này mình sẽ, đây đây là một unspecified, một đây là employee và borrowing EB, chiều ngược lại chính là BE, book xuống employee, à nhầm, borrowing xuống employee cũng là một một. Ok đó, sau khi thực hiện xong ấy thì nó sẽ có cái số này này, số này chính là mối quan hệ. Tiếp đây cũng là đầu một này, đây là B vào reader, borrowing vào reader. Đầu ngược lại thì của thằng trên này là từ reader xuống borrowing. Cái này thì sẽ để của nó là một quan hệ một một. Ok, đó, như vậy đây là quan hệ, còn đây là tên. Đầu hai đầu thì nên đặt tên đối nhau để nó dễ nhìn.
Ok, sau khi mà đã nối xong tất cả các lớp đây còn nữa. Giữa bio thì đây cũng là một một này. Đây là cái này cứ đặt tên đi. Quan hệ 11. Tiếp theo chỗ này cũng là một. Ok. Đó. Thì đã có một quan hệ giữa bo borrowing bio reader employee. Đó. Thì nếu như mà muốn chung bảng ấy thì các bạn để nguyên cái một cái hệ kế thừa, còn nếu muốn riêng bảng thì tách cái quan hệ kế thừa thành quan hệ association, sau đó thì đặt cái mối quan hệ cho nó. Rồi sau khi thực hiện xong như thế thì các bạn sẽ chọn vào tool, vào Hibernate và chọn Synchronize. Thì lúc này chọn cái diagram của các bạn, sau đó chọn OK. Lúc này nó sẽ hiển thị ra một danh sách những cái lớp đó, do mình đã làm mẫu rồi cho nên là nó hiển thị như thế này. Còn thực tế là cái ID ấy thì các bạn ở đây nó sẽ cho cái mặc định các bạn là tất cả mọi thứ ở bên này này, mặc định của nó là auto generate, tức là tự động sinh, tự động tăng. Đó, các bạn kích vào từng cái hàng cụ thể và chọn cái thằng mà các bạn muốn làm ID. Ở đây cụ thể của mình là mình đã chọn đối với book thì book ID chính là cái thằng book ID. Reader thì reader ID chính là ID. ID của person thì chính là ID của bạn, là primary key của bạn. Tương tự như thế. Chợ. Nếu như các bạn cái nào mà muốn nó tự tăng thì các bạn để nó là auto increment. Và sau khi thực hiện xong thì các bạn ấn OK. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã có ra được một cái như thế này. Đấy, rất là nhiều thứ. Rồi, rất là nhiều thứ. Mối quan hệ rất là lằng nhằng. Rồi, điện dưới này đi. Mình sẽ để nó gần gần nhau như này. Rồi. Đấy, sau khi thực hiện xong thì các bạn chỉnh sửa lại để nhìn cho nó dễ chịu lên thôi. Ok, rồi thì bây giờ các bạn nhìn này. Thì các bạn thấy thấy là cái khi mà sinh xong cái DB diagram của mình ấy thì nó tự động xác định mối quan hệ, tại vì lúc kia ở trong class diagram mình đã xác định rồi, đó là quan hệ giữa borrowing với lại book là nhiều nhiều, cho nên là nó sẽ sinh ra một cái bảng trung gian. Thì cái bảng trung gian đấy sẽ chứa bên nhiều. Ok. Thì trong nó sẽ chứa khóa ngoại của borrowing với lại book. Nhầm, chứa khóa ngoại tham chiếu đến khóa của borrowing với lại book. Document với lại thằng book thì là quan hệ cha con, cho nên là cái này sẽ là mối quan hệ để cái ID của một thằng trong một thằng còn lại. Ok. Tiếp theo là đối với cái mối quan hệ này thì nếu như các bạn không thích là cái trong cái reader mà chứa borrowing, mà trong borrowing chứa reader, thì các bạn remove cái này đi, xóa đi, bỏ luôn cái code này đi, ở nhầm cái chân Z, chọn code, xóa đi và kéo lại một một này, thì mình sẽ kéo từ thằng này xuống thằng này. Thì lúc này ID của reader sẽ chứa ở trong làm foreign key của borrowing, apply, ok, đó, chọn đấy. Tương tự như thế thì mình không muốn là cái ID của employee chứa ở trong person, mà ngược lại phải ở trong này cơ. Thì chúng ta cũng remove đi, remove những cái thứ này đi. Cái này mình sẽ remove trước. Cái này nữa. Làm ngược lại. Từ đây kéo sang đây. Apply, ok. Từ đây kéo sang đây.
Đấy, thì các bạn kéo sang cái từ từ cái lớp chứa ID sang lớp chứa khóa ngoại thì nó sẽ tự động sinh ra cho các bạn cái khóa ngoại. Còn thằng build thì sẽ các bạn có thể làm cái này là ở trong build thì chứa khóa ngoại của borrowing, anh nhầm, tôi nói nhầm, chứa cái khóa ngoại tham chiếu đến khóa của borrowing. Ok. Đấy, sau khi chỉnh sửa đấy, cái đấy ok rồi thì là được. Mình sẽ để nó lên trên này. Cái này để lên trên đi. Mục đích là trình bày là sao nhìn nó dễ chịu thôi mà. Ok. Cho dịch sang đây đi. Để nó lên như này khi mà các bạn chụp hình cái thứ thì nhìn nó gọn. Ok, rồi có lẽ như này đi. Chọn. Đây thì đây chính là cái DB Gram. Sau khi ta đã sinh xong ấy thì nó sẽ như thế này. Đưa các đường nối này nó căn nó vào giữa đi. Nhìn cho nó đẹp. Này. Rồi, để này đi. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái việc đó là sinh ra cái DB diagram từ cái class diagram, và các bước thực hiện của mình ấy thì mình sẽ tiến hành, đầu tiên là mình sẽ set ORM persistable cho tất cả những cái lớp thực thể cần sinh bảng. Chọn bằng cách là chọn cái lớp chuột phải, chọn stereotype, chọn edit nếu như lần đầu tiên các bạn làm. Sau đó thì chọn cái ORM persistable. Rồi. Đó, tại vì mình chọn nó không ở đây. Còn nếu chưa chọn nó sẽ ở đây này, cái khu này. Và chọn đẩy sang. Sau đó apply ok. Sau đó thì nó sẽ hiển thị ra một cái đầu như này. Okay. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái bước thứ hai, đó là xác định quan hệ giữa các bảng. Giả sử là quan hệ bảng giữa borrowing với build thì là mối quan hệ 1:1 thì đúp vào cái đầu. Đấy, đúp vào từng đầu xong đó là thiết lập cái mối quan hệ cho nó. Yeah. Rồi đặt tên cho nó. Sau đó thì kích vào cái này sẽ là đầu ngược lại. Nếu không thì các bạn bỏ kích ra bên ngoài xong kích vào cái đầu phía bên kia. Ok. Thì xác định mối quan hệ. Xong thì chúng ta sẽ tiến hành click vào tool, vào Hibernate, chọn Synchronize. Sau khi sinh xong ấy, các bạn phải kiểm tra lại cái DB của bạn đã ok chưa. Nếu như các bạn thấy là nó chưa theo cái ý của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ sửa lại để cho cái khóa ngoại nó ở đúng cái bên các bạn mong muốn, cũng như là sửa lại xem cái quan hệ đã đúng là chưa, có thừa cái gì hay không. Nếu như thừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đấy. Okay. Ví dụ như thế này này, cái này là bị thừa này. Ở trong này thì nó chứa employee, lại còn chứa employee ID, thì lúc này cái này là thừa, mình sẽ bỏ đi. Cái person này cũng thừa, mình sẽ bỏ đi. Cái step cũng thừa này, bỏ đi. Ở trong cái build chứa boring đấy thì chúng ta bỏ đi, chỉ cần chứa khóa ngoại. Tiếp theo là book state chứa book, bỏ đi. Rồi tiếp theo còn gì nữa không? Đấy, bỏ hết tất cả những cái thứ thuộc tính thừa cái thứ đi. Rồi như vậy thì sau khi sửa chữa các thứ xong ngon lành ấy, thì chúng ta được cái nó trông nó như này. Mình lại thích chỉnh sửa những cái thứ này nhìn cho nó dễ chịu. Và bây giờ thì chúng ta kết thúc cái nội dung này tại đây nha. Hy vọng là cái này sẽ giúp ích cho các bạn trong khi mà chúng ta muốn sinh ra cái DB diagram từ cái class diagram thông qua cái công cụ đó là Visual Paradigm. Ok.